Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nha Kênh chuyện ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, cũng như thường lệ thì hôm nay chúng ta vẫn còn những ngày quyên góp à, cho tiếp sức cho bà con nghèo. À, mọi người à, có lòng hảo tâm hãy liên hệ Bảo qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại 035 34 34 368. À rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện xa xưa rất là ly kỳ và hấp dẫn. Cởi về một cái ông thầy đi tìm học trò và trong cái sự tìm kiếm đó, nó xảy ra một cái sự việc uh, có thể nói khiến cho mọi người rất là bất ngờ với cái tập hôm qua thì chúng ta đã biết là ông thầy hai trưởng ông nói vì cái duyên cho nên là ông đã đến và giúp cho gia đình của anh khoai và chị lúa hiện tại trước đó thì con quỷ đó không biết nó từ đâu tới trong một lần chị lúa đi vào phía sau nhà Tức là phía đồng. Để mà hái rau. Thì lúc đó bị xỉu. Và khi đi về đã bị con quỷ nó theo. Với cái khả năng của thầy hai trưởng. Vậy mà suốt mấy đêm liền. Ở đó gần cả 10 ngày trời. Mà vẫn không thể nào bắt được con quỷ đó. Nhưng ông không dám về đi. Vì nếu như mà đi rồi. Chắc chắn rằng sinh mạng của chị lúa. Uh, thậm chí là anh Khoai và bé Thảo sẽ không thể nào giữ được nữa. Suốt mấy ngày trời rồi, cứ liên tục mỗi đêm và những cái đêm như thế, cái ông thầy hai trưởng này nè, lúc thì lại chạy ra đánh với quỷ, lúc thì mệt mỏi chạy vào, uh, đôi khi ánh mắt của ông dòm về một cái điểm cố định nào đó, như thể là ở ngoài đó là có một cái, cái con quỷ đang đứng ngoài đó đó làm cho mọi người vừa phải lo sợ phăng văng và hoang uh, mang tột độ luôn mấy ngày nay nào là ăn uống các cái trong nhà uh, thời buổi khốn khó thì anh uh, khoai và chị lúa uh, kiểu giống như đêm màng ngày nào thì ăn ngày nấy đâu có dư mấy hôm nay hoàn toàn nhờ vào ông sáu và ông thầy hai trưởng uh, lại bỏ tiền túi ra để giúp đỡ cho cái việc đó khiến cho anh lúa rất là mang ơn và cực kỳ tín nhiệm ông thầy đây. Sau đó đến một cái ngày đâu cũng cái ngày thứ 11 12 gì đó thì thầy hai trưởng mới đi lại và nói với lại anh Khoai cũng như là ông Sáu như thế này. Mấy đêm nay tôi thấy là cái con quỷ đó đó. Nó chập chờn hoài. Lúc thì nó tới, lúc nó lại không. Đêm nào nó tới Là đêm đó nó tìm cách để đi vào nhà Tôi thì phải hết sức Mới có thể giữ lại được cho mọi người Nhưng mà cứ để yên như vậy hoài Cũng không phải là cách thay Ông Sáu mới xen vô Nói thầy ơi nếu mà như vậy đó Thì phải làm làm sao Mọi sự trông cậy hết vào thầy Ờ tôi nghĩ là vậy thằng khoai nè nó có một cái mệnh cách cũng hơi đặc biệt thì thôi bây giờ tôi phải nhờ nó giúp tôi một tay mới mong là trừ được con quỷ này nó thiệt với mọi người á tôi cũng phải liều mạng chứ bây giờ mà giữ an toàn hoài về lâu về già cũng không thể nào mà yên với con quỷ đó đâu thấy ông thầy hết mực mà kiểu giống như ngày nào cũng ở đây rồi bao nhiêu cái chuyện nguy hiểm ông cũng gánh vác cho gia đình anh khoa anh lập tức anh nhảy vô liền anh nói là dạ thầy ơi chỉ cần giúp được thầy giúp được vợ con bản thân con ra sao con cũng chịu chân á ờ, à, đâu có cái gì đâu đâu có đến đổi mà phải uh, như thế liều á uh, là tôi đây liều còn cậu uh, chỉ giúp tôi một chuyện thôi sau khi bàn luận cụ thể và rõ ràng thì cái việc mà ông thầy hai trưởng nhờ anh Khoai á, là cái việc nó như thế này. Thầy hai trưởng sẽ làm một cái bùa thuật gì đó để cho anh Khoai có thể là dòm thấy được con quỷ. Và khi nếu như mà dặn anh Khoai như thế này, ánh mắt của anh Khoai khi thấy con quỷ rồi đó, đương nhiên nó sẽ đúng vào một cái thời gian nhất định nào đó, chứ không phải là thấy liên tục, liên tục, liên tục. Có điều nếu như mà thấy ông thầy hai trưởng đang dằn co với con quỷ Mà ánh mắt của anh thấy một cái gì đó lờ mờ lờ mờ giống như cái gì đó nó trói buộc con quỷ lại Thì anh phải lập tức chạy ra Và dùng chính cái lá bùa mà cái ông thầy hai trưởng này đã giao cho anh Không cần phải đánh vào con quỷ Không cần phải trực tiếp đánh vào nó Nhưng cái lúc đó đó Kiểu như ông thầy hai trưởng này ông đã bài một cái chặn gì đó của ông thì cái vị trí mà ông chỉ á có thể là bên hông con quỷ bên trái bên phải phía trước hoặc là đằng sau con quỷ phải cầm cái lá bùa đó lại để mà đốt lên ngay cái vị trí đó đặc biệt một điều nói thì đơn giản nhưng anh khoai phải cực kỳ can đảm và không nhún nhường và sợ hãi bởi vì con quỷ nó cũng biết được cái ý định của mình à, Ông thầy hai trưởng sẽ bài một cái chặng đó nhưng mà muốn cho con quỷ đó nó vào trong cái chặng đó để ông có thể là kết hợp với cái khả năng của ông. Ông trừ đi con quỷ này. Muốn dụ được nó vào đâu phải dễ. Cho nên là ông không thể nào sắp bài cái trận pháp trước được. Ông chỉ có thể sắp một cái trận để khi mà cái lá bùa anh Khoai cầm trên tay á, chính cái lá bùa này sẽ kích hoạt cái trận đó và khi cái hành động đó nó diễn ra phải cực kỳ nhanh con quỷ thì đầu óc của nó thì nói chung là là, là, là về tâm linh mà các bạn nó hiểu được trong đầu mình đang nghĩ cái gì có thể là trong cái lúc đấu pháp này nọ thì nó sẽ không biết nhưng mà khi mà anh khoai chạy ra thì thế nào nó cũng biết chính vì vậy mà anh khoai phải can đảm và cực kỳ nhanh bởi con quỷ nó sẽ hù dọa ảnh nếu như anh sợ anh khiếp hồn gì đó anh chỉ càng mà dán sai vị trí thôi là trận pháp nó 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 không có hiệu nghiệm và thêm một cái nữa bản thân anh khoa sẽ gặp nguy hiểm và khi mà trận pháp đã phá rồi chỉ có thể làm được một lần thôi nó biết được rồi thì làm sao mà có thể dùng nó được một lần nữa và muốn mở cái trận pháp này thì thầy hai trưởng phải mất rất là nhiều sức lực cũng như là bùa chú của ổng nó mà thoát ra một cái ha kể như là là, là mấy đêm sau nó đến là bản thân của ông thầy hai trưởng cũng không có đủ khả năng để mà mà chống trả nó đâu vì vậy làm chỉ được một lần duy nhất cơ hội cũng chỉ có một thành công thì sẽ diệt được con quỷ cứu được vợ của mình với điều kiện anh khoai phải cực kỳ can đảm dù cho nó hù cái gì nó làm bất cứ một cái động tác gì thì cũng phải dán cái lá bùa vào cái vị trí đó và đốt lên bằng ngược lại mà không thành công kể như là thầy hai trưởng cũng sẽ mắc mạng thậm chí là gia đình của anh khoai cũng không thể nào mà thoát khỏi nghe cái sự việc á nó như vậy thì giống như là anh khoai mà nào giờ cũng là cái người dân bình thường ông sáu cũng vậy chẳng qua là có chút xíu kinh nghiệm thôi với thái độ và cái cách giải thích cũng như là những cái gì diễn biến trên gương mặt của cái ông thầy hai trưởng này. Hai người đều nhận được rồi. Nói thì như vậy thôi. Nhưng cái việc làm đó, nó cực kỳ là nguy hiểm. Ông sao thấy vậy ông mới lên tiếng. Ờ, thầy hai ơi. Nếu như được. Thầy để cho tôi làm cái việc đó được không. Chứ tôi thì già cả rồi. Sống chẳng được bao lâu. Còn thằng khoai nó còn vợ còn con, tôi có thể thay thế nó được không vậy thì uh, hai trưởng uh, ông có lòng tôi rất là quý, có một cái uh, là đâu phải ai cũng dán được cái lá bùa phù hợp với cái trận pháp của tôi đâu, uh, cho nên á uh, cái việc này chỉ nhờ một mình thằng khoai thôi chứ không thể nào mà, mà mà người khác giúp được. Cuối cùng thì mọi người mới quyết định anh khoai sẽ đảm nhận cái việc đó đương nhiên buổi trưa quyết định xong thì ông thầy hai trưởng sẽ đi ra bên ngoài để sắp bài cái trạng đó còn ở bên trong nhà lúc này thì chị lúa cũng đã lấy lại được cái 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 phần nào tỉnh táo trong tâm trí của mình rồi cả ngày từ trưa cho tới tối hai vợ chồng cứ quấn quýt lấy nhau mà cái kiểu nước mắt nó cứ tuôn trào hoài không biết rồi tối nay xảy ra sao đó thì tối đêm đó con quỷ nó lại không đến. Đêm thứ hai lại tiếp tục không đến. Đến cái đêm thứ ba thì nó có xuất hiện. Và bản thân của anh Khoai có thể nói là lần đầu tiên thấy quỷ. Nó rất là ghê, hình ảnh của nó thì hơi lờ mờ. Nhưng mà nói cái ngoại hình của nó thôi đủ làm cho người ta là khiếp đảm rồi chứ đừng nói đi đến gần và và chống chọi với nó. Có điều cái đêm thứ ba khi mà nó xuất hiện á thì thầy hai trưởng ổng ra có nghĩa là nó không có đánh giọng nó chỉ tránh qua tránh lại này nọ rồi nó đi chứ nó không đánh giọng nhưng mà nhìn trên cái gương mặt và cánh mắt của nó đó mặc dù là lờ mờ nhưng anh khoai vẫn cảm nhận được là nó đang nhìn cái nhà anh mà nó kiểu mình nó không chịu buông tha đâu không bao giờ nó buông tha cứ như vậy mà cái đêm đó nó trôi qua đến cái đêm thứ tư thì đêm nay khi mà con quỷ nó tới á nó đứng ở ngoài đó nghe nó dòm lơm 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 vô trong nhà thầy pháp thì có thể dòm rõ được nhân tướng cũng như là là cách thức mà nó đánh ra cái 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 cái, cái 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 cái, tà pháp gì của nó đó nhưng mà anh khoai á thì anh chỉ đơn giản anh dòm thấy một cái lờ mờ một cái hình dáng của một cái người rất là lớn và đặc biệt là hai cái năng thậm chí anh không dám dòm thẳng quá lâu vào nó nữa. thì cuối cùng á, ông thầy hai trưởng này ông ra ông đánh ông đánh sao đó một hồi sao ông mới la lớn lên nhanh lên khoai thì anh khoai mới chạy ra anh chạy ra anh lấy bùa ra mà đó anh dán anh dán đúng vào cái vị trí thì may mắn cho anh là cái lúc mà anh chạy ra nó con quỷ nó biết các bạn nó biết liền nó quay sang anh khoai chứ nó không có làm ở chỗ ông thầy khoai, ông thầy hai trưởng nữa nó quay sang ổng nó, nó quay ra nó phải làm Rồi giống như là nhào tới nó chụp ảnh vậy đó ảnh mà giật mình một cái hoảng hồn một cái bỏ chạy hay là thậm chí là xỉu một cái là cứ như rồi xong mà may mắn cho ảnh giống như là mấy ngày nay ảnh đủ cái khả năng để kiềm chế cái cái cái, cái, cái sự sợ hãi của mình lại kèn nén cái đồ đó lại vì làm sao vì mình làm cái điều này là vì vợ vì ông thầy đã hết lòng với mình cuối cùng thì anh mới dán được cái đó thì khi mà anh dán cái đó xong rồi anh không còn thấy quỷ nữa Có điều là với cái tư thái của ông thầy hai trưởng á, Thì ông biết là nó còn ở đó, ông còn thấy ở đó Có nghĩa là cái cái cái, cái bùa thuật anh làm trên anh Khoai á Làm cho anh Khoai không phải liên tục phải dòm thấy con quỷ đâu phải được như vậy các bạn Nó phải nó muốn là 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 là, là, là dòm liên tục được con quỷ dòm xuyên suốt này nọ đâu được trừ khi nó muốn cho các bạn thấy để nó hù dọa nó quảng, cho các bạn hoảng sợ hớp hồn hớp vía còn cái bùa pháp mà làm trên một cái người thường á cùng lắm anh khoa chỉ thấy được chút xíu thôi rồi sau đó ảnh mới đốt cái lá bùa lên Bởi vì ông thầy ông hỏi liền Đốt liền, đốt liền cái lá bùa Anh nhào tới anh đốt cái lá bùa Đốt cái lá bùa rồi thì cũng không có nghe cái tiếng gầm rú hay là là, là, là uh, kêu gào đau đớn gì hết trơn á. Mọi thứ nó im bặt và ánh mắt của anh Khoai cũng không có thể dòm được con quỷ nữa Nhưng khi mà mọi người đổ dồn ánh mắt dòm về phía ông thầy hai trưởng á, Thì ông đang rất là tập trung Tay chân ông bắt ấn ông múa mai rồi ông phóng bùa vô cái vị trí mà có thể cảm nhận được đó là con quỷ đứng đó anh khoai sau khi được ông thầy hai trưởng ông la ông kêu chạy vô nhà thì anh khoai chạy vô trong nhà chỉ để một mình ông thầy ngoài đó thôi mọi người dòm cái bóng lưng của cái ông thầy hai trưởng này á, ai nấy đều mà mà cảm phục ông không làm vì đồng tiền không làm vì cái, cái danh vọng gì cả mà hết sức giúp đỡ cho gia đình của anh khoai nhưng cũng may thay á, là sau một lúc lâu cuối cùng thì thầy hai trưởng á, ông cũng thở phào nhẹ nhõm quay lại nói với mọi người với cái giọng điệu là uh, rất là yếu uh, xong rồi may mắn là thành công rồi mọi chuyện qua rồi nghe nói câu nói đó ai nấy đều mừng dở trơn rồi súng nhau anh khoai rồi ông bà sáu rồi chạy ra nhiều ông thầy vô ông vô tới nhà rồi thì ông làm cái bùa gì đó giống như là ông trả cái hồn cái vía gì lại cho chị lúa lúc đó thì mọi người đâu có thấy ông gắng sức ông làm cái điều đó xong rồi ông mệt quá ông mới ngồi nghỉ suốt cái đêm đó thì mọi người thức canh cho ông thầy ông ngủ biết bao nhiêu ngày rồi ông đâu có ngủ nghề gì được bao nhiêu đâu cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua và sáng hôm sau mọi người ăn uống một cái bữa cơm rất là vui vẻ và ông thầy cho biết được rằng là ông đã bắt được con quỷ đó rồi và cái việc còn lại của ông là phải đem con quỷ này đi để mà gửi vào một cái cái gì đó giống như là ông làm cái thiếp hay là một, một cái bùa pháp gì đó để dẫn dắt linh hồn của con quỷ này xuống cái nơi mà nó phải chịu trách nhiệm cho những cái việc mà nó làm ác thì cái điều đó thì cái người thường sao biết được thì ông làm sao ông làm ông đem đi và ông căng dặn rồi ông nói là ông còn ở đó một thời gian nữa nếu mà có xảy ra việc gì thì cứ đến tìm ông. Cái sau đó khoảng chừng nửa tháng trời, mọi mọi sự bình thường trở lại, chị lúa cũng khỏe, anh lúa cũng bình thường, anh anh khoai cũng bình thường. Rồi anh khoai cũng có cùng với ông sáu đi qua nhà của ông thầy, nhưng mà cái hôm đó thì đem đồ qua này nọ đó, thì nhà của ông thầy đóng cửa rồi. Rồi lại tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba, cả ba lần đều đi đến, đi gặp ông thầy, ông đóng cửa ông đi đâu rồi? thì cái việc làm của ổng á giúp người này nọ và trước đó ông cũng nói rằng á, là ông cũng phải tới lui nếu mà đi tới không gặp tôi thì không cần phải tới nữa đâu à, tôi phải đi tới đi lui để à, giúp đỡ cho bà con cái vùng này nhưng mà đặc biệt một điều thì ông thầy ông căn dặn việc ông làm là một chuyện giúp đỡ cho mọi người ở đây nhưng mà ông có một cái điều khó nói là trong cái suốt quá trình ông đi à, đây đó để mà mà trừ ma này nọ là bắt ma nọ giúp đỡ cho bà con á thì ông có một cái mối thù với lại một cái ông thầy tạm cho là ông thầy tà thì mọi người không được kể cái chuyện của ông ra bởi vì hồi trước có những cái thầy pháp giỏi á thì bà con người ta hay ca tụng và đàm luận về những cái ông thầy đó lỡ mà biết tới cái chỗ ông lại phiền tới ổng và mình ở đó rồi thì lỡ như cái người mà có cái thù với ổng á theo chân mà biết được cái vị trí của ông như vậy thì sẽ ảnh hưởng uh, nguy hiểm đến bản thân ông. Thành ra là anh Khoai, chị Lúa và kể cả ông bà Sáu cũng giấu nhẹm cái chuyện này. Không kể ra cho ai biết cả. Cứ vậy mà trôi qua khoảng được một tháng. Có nghĩa là cái ông thầy hai trưởng này nếu như ông nói ở là nửa năm á. Thì ông chỉ còn khoảng chừng hơn hai tháng nữa thôi. Thì ông sẽ đi. Nhưng mà đã ba lần rồi cố gắng làm lụng dư giả gia chút đỉnh để đi qua bên đó nhờ sự giúp đỡ của ông thầy hai trưởng thì bây giờ mình phải trả ơn cho ổng bằng cái cách là, là à, mình không có tiền bạc giàu có gì để mình trả vàng trả tiền nhưng mà bây giờ mình mua một cái gì đó mình đem qua coi như là là uh, của ít nhưng mà lòng nhiều nhưng mà mỗi lần đi qua bên đó là ổng đều không có cả nhà thậm chí là cũng không biết được là ổng có, có đi chưa hay là ổng còn ở đây nhằm khi em gặp một cái sự cố nào đó cái người kẻ thù gì của ổng đó Nhằm khi tìm tới rồi bất ngờ ổng đi liền hay sao thì nói chung mọi người không biết vì, vì cái vị trí bên đó ông ở thì nó nằm sâu phía trong quá hỏi bà con thì lại lộ cho nên là không có dám hỏi sau đó thì đến khoảng từ khi mà khỏi bệnh được hơn một tháng rồi hai vợ chồng thì có nói chuyện với nhau và có bàn với ông sáu là uh, ông thầy ông nói là cái sức khỏe của vợ anh á, tuy là đã giúp đỡ được rồi bắt được con quỷ rồi cái mối nguy về tâm linh nó không còn nhưng do là vợ anh hôm đó xỉu nằm ở ngoài đó rất là lâu cái dương khí á, bị con quỷ đó nó hớp cũng rất là nhiều mặc dù là bùa chú của ông có thể làm được nhưng muốn trở lại cái tình trạng bình thường thì phải tẩm bổ phải cố gắng chăm sóc À, thật là tốt và tận tình. Bởi vì cái cơ thể của chị lúa nó sẽ yếu, phải mất một khoảng thời gian không ngắn thì mới có thể là hồi phục lại một cách hoàn toàn. Nhưng mà đâu đó thì nó cũng um, không có là cái vấn đề lớn. Trong lòng của anh Khoai khi đó anh nghĩ như vậy. Bởi vì bây giờ anh đi làm, còn ở nhà thì anh đưa vợ anh đi qua bên nhà của ông bà Sáu với với, với đứa con. Thì ở bên đó là chăm sóc với nhau, nương tựa với nhau chăm sóc qua lại đó thì anh cũng an tâm à, nhưng mà cái sức khỏe của chị lúa thì không may chị bệnh đi chị bệnh ban đầu nó còn nhẹ 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 anh khoai còn có thể mà đi qua ông chỗ ông thầy thầy thuốc á để mà hút thuốc này nọ về nhưng mà càng ngày càng ngày giống như là nó càng nhiều kiểu mà ăn uống rồi nó không có thiếu đủ dinh dưỡng để nó phục hồi theo kiểu như vậy đó và ông thầy thuốc cũng nói nhỏ này nó yếu quá phải càng uống những cái loại thuốc bồi bổ hơn con cái mấy cái thuốc đó đó thì nó mất tiền quá vợ chồng bày lo nổi không mà tao nói trước nha có tiền thì tao mới bán thuốc bởi vì mấy cái thuốc này á tao cũng không thể tự đi kiếm được tao phải đi mua đem về để bán lời lớn không có bao nhiêu mà cái giá thành nó lại cao nữa không cho tụi bay thiếu được đâu và nào giờ thì biết rõ cái tính tình của cái ông thầy thuốc này rồi hồi khi nào đâu mà ông chịu nhúng nhường với ai đó cho nên á chỉ đối với ông thầy thuốc này là có tiền thì lại lấy thuốc không có tiền thì thôi được cái là ông không màu mè để ông ông, ông ăn tìm thêm người ta thôi đó. thì do đó ông bà sáu cũng nghèo giúp đỡ cái thời gian vừa qua đó giống như những cái gì mà 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 để dành này nọ khi mà bệnh hoạn ốm đau của ông bà sáu cũng đem ra nó tổn hại rồi mặc dù bây giờ ông bà sáu vẫn nói để lấy tiền của bệnh mua con cái thuốc bổ thì các bạn phải uống theo kiểu là thường xuyên và đúng tử thì đâu có đủ tiền thành ra đó là anh khoai phải cực lực đi màng cả ngày lặng đêm để mong sao kiếm tìm kiếm kiếm tiền được để mà đem về mua thuốc cho vợ cảnh khổ mà các bạn cố gắng làm mọi điều để có thể tốt nhất cho cái người vợ mang bệnh tật của mình thì khi chúng ta nghe những cái thứ như thế này những cái chuyện như thế này á những cái thứ bệnh tật này nọ nè Rồi phải đi kiếm tiền lo cho vợ thì cái việc này nó không phải là cái việc uh, xa lạ gì nó rất là nhiều mình nghe rất là nhẹ nhàng nhưng với tâm trạng của cái anh Ờ uh, khoai lúc đó đó thí dụ như anh đi ra và cái tâm trạng này là cái tâm trạng chung các bạn bảo nghĩ là chung muốn cho lo cho vợ mình và khi mà đi ra rồi thí dụ như bình thường bắt ờ à, bắt cá này mệt quá mệt rồi bắt được hai cái cá rồi có thể là đem giờ mình bán ra chợ này nọ xong rồi mình lấy cái cái, 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 cái tiền cá đó đó mình à, mình mua gạo mình mua um, dầu mè nước mắm gì đó rồi mua thuốc cho vợ nó đủ rồi mà sức lực mình cũng hết rồi, rồi bắt được nhiêu đó thôi cũng được rồi thì đi về giữ cái sức để ngày hôm sau bắt tiếp nhưng ở trong cái tình thế cần tiền nhiều thì cái sức khỏe dù nó đã cạn kiệt rồi bắt cũng được hai cái cá rồi nhưng mà vẫn muốn có thêm chút ít nữa để có thêm một chút tiền mua cho vợ đó là một cái cái tâm lý và cái cách nghĩ chung của những người trong cái hoàn cảnh đó mà đặc biệt những người này phải là những người hết lòng hết dạ với vợ chồng và anh khoai là một cái người như vậy thời buổi ma cỏ nhiều cũng ráng nói với anh đó, là thôi anh màng cái gì anh màng anh màng ban ngày thôi còn ban đêm ban hôm á ma quỷ nhiều á anh phải về sớm anh không có được đi như vậy dặn thì dặn nhưng mà do lo cho vợ và muốn kiếm tiền thêm ảnh lại đi mà các bạn biết rồi ở tập trước bảo đã giới thiệu ngay từ lúc đầu là dùng này người ta khổ ở chỗ đó có một cá nào đó vợ bắt hay nọ là xúm nhau người ta ra người ta bắt người ta kiếm cái ăn Thành ra là nó cạn kiệt và anh muốn đi bắt thêm hay là cái gì đó thì anh phải đi xa thêm một chút. Và cái lần này cái sự cố nó lại đến. Bởi người ta nói tai bay quả gió thì nó không đến một lần. ảnh mới đi qua một cái xóm cưới bên. Nhưng mà ở bên xóm này người ta có một cái chỗ mà cái địa điểm là người ta không có dám vô đó là cái khu nghĩa địa mộ mã gì tùm lum hết trơn nào là là mộ đất nào là mộ đá ta nói Chạy dài vậy đó mà hồi nào tới bây giờ á ảnh chỉ quanh quẩn trong cái xóm của ảnh thôi ảnh đâu đi qua cái xóm cái làng gì bên cạnh đâu mà ảnh biết tối ngày cặm cụi đầu tắt mặt tối lo làm không à quen biết và nói chuyện nhiều cùng lắm là những người ở trong xóm thương ảnh và quý ảnh chào hỏi nói chuyện nhau vài ba tiếng tâm sự này nọ thì chỉ gói gọn vào hai vợ chồng cùng lắm là là, là qua tâm sự với ông bà sáu nữa là rồi bởi vậy đâu có rành bên đó mà đi bắt đi săn ban đêm gì nè đi kiếm hoài kiếm hoài sao mà nó ít quá trời ít đi anh mới đi ráng 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 sức khỏe mệt thì cũng ráng 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 ra tới ngoài kia đó thì cuối cùng anh ra tới một cái 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 khu mộ và cái xóm này là xóm làng dưới các bạn các bạn phải nhớ cho rõ cái xóm lần dưới còn cái xóm anh là xóm giữa thì anh qua cái xóm là là làng dưới này là cũng gần cái chỗ mà ông thầy hai trưởng ông ở nhưng mà cái vị trí này thì thì không có đi đến đó được phải đi bọc lại này nọ mà lúc này anh không có ý định đi qua bên đó anh chỉ là đi săn bắt này nọ Anh kiếm thôi cái anh mới đi vô cái khu nghĩa địa mà anh không hay tới khi mà anh hay rồi thì anh biết là khu nghĩa địa nhưng mà anh dòm vào bên trong á thì anh thấy chỗ này cái vị trí ảnh là cái người mà lao động từ nhỏ tới lớn mà anh cũng có kinh nghiệm của ảnh và được ông bà sáu chỉ dẫn cho những kinh nghiệm này nọ ảnh biết được là những cái chỗ những cái địa điểm địa hình như thế nào thế nào thì sẽ có những cái loài động vật những cái loài mà mình cần săn ở trong đó cái anh mới đi len lỏi len lỏi đi vô anh dòm qua dòm lại anh dòm qua dòm lại thì anh biết là mồ mã rồi cái thôi kệ đi bình thường có thể là cái lá gan của anh không đủ để có thể đi vào trong cái chỗ này trời đất cơ cái thời buổi ma cỏ nhiều ban đêm người ta còn không dám đi ra ngoài nhiều nó đừng nói là ban đêm đi vô nghĩa địa đó mà đã vì vợ vì con rồi thì tự nhiên cái lá gan của mình nó lớn hơn cái anh mới đi vô anh đi vô thì phía xa xa anh gặp mấy con ma chơi đó các bạn rồi những cái bóng cái bóng đen rồi hoặc là bóng trắng đi đi cứ lướt cứ lướt vào mắt cứ lướt cứ lướt vừa mắt một cái cảnh tượng người ta nói y gian như kiểu mà đi con đường âm vậy đó Mình... vậy mà anh cũng cũng ráng anh đi chứ cái là anh, 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 anh tránh 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 cái lối ra anh không có lại gần ví dụ anh gặp chỗ nào có cái những cái đó thì anh tránh tránh ra thì anh bắt một hồi cái anh được cũng được cái kiểu giống như là người ta ít có dám đi vô thì anh đi vô mà anh, anh bắt cũng được mớ chỗ đó uh, mấy con này con kia nó không ai động tới nó nó ở nhiều đó cái ảnh mời quá đi anh lo bắt lo bắt lo bắt không thì một hồi sau cái ảnh hết hồn hết vía bởi vì ảnh nghe cái tiếng người kêu ảnh thằng kia ê thằng kia ảnh nghe mới giật mình quay mặt lại anh dòm là lúc đó anh cũng sợ lắm nghe tại vì trong nghĩa địa mà trời ơi, ai mà dám đi vô trong đây mặc dù anh không hiểu biết về cái cái cái, cái xóm dưới này nhưng mà đêm hôm như vậy mà người ta vô làm cái gì chỉ có ma kêu thôi nhưng mà lạ một điều là anh quay mặt lại anh dòm thì thấy cái người đó đứng đứng ở trên cái mí cái mí bờ cao á giống như cái nghĩa địa nằm thấp mà ông, ông đứng trên cái mí bờ cao ở trên á và dòm thì thấy đây là một cái ông 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 già lớn tuổi kiểu chắc cũng là cái giọng nói là cũng cỡ là năm mươi mấy năm bốn năm lăm tuổi rồi nghe rồi cái đầu ông quấn cái khăn cái khăn rằn á các bạn đó, thì chân ổng theo kiểu là giống như là ổng săn lên á ngang gối này nọ y chang như một cái người mà mà mà, mà nông dân chính hiệu à đó. thì nhìn vô không có cảm giác gì ma quỷ trơn anh khoai thì hồi đó ảnh trước đó mấy tháng á ảnh cũng gặp quỷ rồi do là nhờ ông thầy hai trưởng ông làm bùa thì ông anh dòm cái ông này sao trời không có thấy cái gì mà nó giống như là là là, là ma chân y gian là người à anh mới quay lại anh trả lời anh nói dạ bác ơi bác kêu con có gì không mà kêu trả lời vía bị liền các bạn nhưng mà khi mà anh đi anh bỏ anh đi, anh đi anh đi anh đi 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 là cái chỗ của ông ông cái ông già này nè là ma đó anh đi lại mà anh thơ thẳng thơ thẳng nhưng mà anh dùng mình một cái anh xuất ra được anh không bị khiển đi không có bị Hớp cái hồn á thì cái ông già này ông mới giận cái hồn ma nói chung là cái hồn ma này nó mới giận nó quay lại nói sao mày không đi thì anh khoai anh mới dòm anh mới dòm thì anh thấy là ủa sao cái ông này ông ông cao quá vậy người lớn con thì lớn con mà nãy ông đứng trên cái gò cao thấy ông cao còn bây giờ ông đã đi trên gò cao bản thân mình cũng đi trên gò cao mà sao bây giờ thấy ông cao quá dòm lại xuống dưới đất thì thấy hai cái chân của ông hồi nãy là thấy là rõ ràng là săn chân lên này nọ nha nhưng mà bây giờ thì dòm thì giống như là không thấy hai cái chân thấy từ ở trên cái cái cái, cái khúc mình của ổng á cái ba đì ổng dài lên thôi chứ không có thấy chân trời đất ơi mà không có chân mà có thể di chuyển được thì ma chứ gì nữa anh quản hồn anh mới chạy thì nó mới rượt theo ảnh mày đừng lời mày đừng lời mày đừng lời trời ơi nó vừa kêu mà nó vừa rượt theo ảnh đi Anh mới cắm đầu cắm cổ anh chạy theo như người ta đó người ta quản ra sợ quá cắm đầu cắm cổ chạy thì mấy cái rộng đựng cá này nọ là người ta quăng người ta chạy cho, cho, cho nó, nó, nó nhẹ nhàng lúc đó còn nghĩ về tới cái rộng đựng cá nữa nhưng mà cái tay của anh khoai đó, lúc nào cũng bám chặt vô cái rộng các bạn bởi vì ra sao bởi vì đây là những cái lần thuốc cho vợ mình uống anh không buông anh mới chạy anh chạy cỡ nào chạy rượt cỡ nào được sợ cỡ nào sợ anh không buông cái rộng ra anh té lên té xuống anh bị thương Nhưng vẫn cố gắng hết cái sức của mình để chạy Mà ma mà các bạn các bạn chạy sao lợi Trừ khi là giống như là nó muốn nhát bạn thôi Chứ còn nó muốn bắt bạn thì bạn chạy làm sao mà lợi nó Cái nó xuất hiện ở phía trước nó chặn đường nó chặn đường mà nó phải một dông đâu vô khu nghĩa địa mà ta nói ông anh khoai anh chạy tới chỗ đó rồi đứng đứng nó chặn đường anh sừng lại chặn đường mà đó anh sừng lại anh sừng lại anh quay mặt tính chạy ngược lại thì khi mà anh quay mặt lại anh thấy trời ơi bóng bằng lóc nhóc lóc nhóc đứng đầu sáu bảy cái bóng đứng nó chặn đường chờ chỗ đâu nữa chạy gan cỡ nào gan nhưng mà lâm vào cái tình trạng ngay cái khu nghĩa địa giữa đêm giữa hôm trước cũng có ma chặn phía sau cũng có dòng cản lối thì làm sao mà anh, anh làm được cái gì nó cũng loạn lộn rồi anh mới ôm đầu Nói tha cho tôi tha cho tôi tha cho tôi đừng đừng, đừng làm gì tôi chứ mà cái tay một tay ôm đầu một tay vẫn còn ôm vào trong cái rộng cá ta bắt mày ta bắt mày thì những cái dòng đó nó tiếng tiến từ từ lại ảnh mà nói tiếng nói một cách là tiếng từ từ kiểu bởi giống như là mấy cái dông này nó cố ý nó làm vậy đó để cho mình là là quán sợ đến cứ mình mình suy sụp mình đổ gục Chứ còn mà nó nó muốn lợi gần mấy hội các bạn chớp mắt một cái lỡ tới nơi rồi. Nhưng mà thường thì những dông linh họ muốn bắt những cái con người á. Thì họ phải làm cho cái dương khí cũng như là cái 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 mệnh uh, cái sinh mệnh á của cái con người đó yếu đi để họ có thể hấp hồn mà bắt thì họ làm từ 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 như vậy thôi chứ kiểu mà ma mà nó chớp một cái nó tới mình rồi và chính vì những cái khủng bố tinh thần đó khiến cho anh khoai anh quá sợ và lâm vào tuyệt vọng mà con người khi khi đã ở trong cái tình thế tuyệt vọng và không có cái sự cầu sống thì đương nhiên cầu sống là dương khí còn cái cầu chết là âm khí mà mình không có cái đó rồi thì cái dương khí mình tự động nó giảm nó lại gần anh khoai nghĩ là mình chết rồi cho nên là anh chỉ còn biết là anh la lên em ơi em em ráng em sống em nuôi con cái kiểu mà trong tâm thức đầu óc suy nghĩ cái gì thì trong cái lúc sống chết nói lên cái điều đó thôi nhưng mà mai cho ảnh ngay cái phút giây đó thì cái ông thầy hai trưởng lại lần nữa xuất hiện cái vị cứu tinh xuất hiện thì đối với ông thầy hai trưởng này những cái dông bình thường này thì đương nhiên đâu có làm lại ổng ổng mới đuổi đi sau đó giờ ổng mới dắt về nhà Ông dắt về nhà nhưng mà anh khoai với cái tâm trí của anh là lúc này anh đang rất là sợ. Mà ở cái xóm dưới này gần cái chỗ của ông thầy hai trưởng. Thì mai á là khi mà tâm trí anh lúc đó là mơ hồ rồi. Thầy hai trưởng á anh gặp giống như là ảnh là cái người là 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 chết đuối mà gặp cái phao và anh ôm thôi. Rồi anh đi theo cho nên là anh cũng không có nhận ra cái con đường hay là 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 anh đâu qua đây đâu biết con đường thì thầy cứ dẫn 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 hồi thì anh nhận tới chỗ thì anh mới nhận ra đây là cái nhà của ông thầy uh, hai trưởng à, thì cái đêm đó ông đưa về nhà rồi ông làm bùa cho đỡ sợ ông xua cái âm khí này nọ đi trời ơi anh khoai á anh mang nặng cái ơn của ông thầy này quá rồi đã bao nhiêu lần ông giúp đỡ mình rồi lớp nào vợ mình rồi cái lúc mà con mình bệnh nó cũng cho tiền rồi bây giờ tới bản thân mình gặp cái chuyện tưởng chừng như đã chết mà ông lại xuất hiện để ông giúp anh khoai lúc đó đó hồi trước có khi mà ông giúp đó, thì uh, mặc dù thời buổi đó cái tâm lý của con người ta rất là tôn trọng những cái ông thầy pháp uh, nhưng đâu đó vẫn có một cái là 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 e dè vì sợ thì lúc này trong tâm trí của anh khoai không còn cái nỗi sợ một cái sự e dè gì của những cái, cái 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 lý lẽ thông thường đó mà anh tuyệt đối tin tưởng vào ông thầy này một cái ông thầy giống như là một cái vị cứu tinh của cái đời mình của cả gia đình mình vậy đó, thì đêm đó ông thầy trực tiếp dắt anh khoai đi về trên cái đoạn đường đó thì cái lúc mà làm bùa làm pháp nè ông có đi vô rồi ông uh, kiểm tra thương thế cũng như là 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 uh, những gì của anh khoai nói chung là anh rõ hết ông rõ hết đó thì ông mới dắt anh khoai về mừng quá mừng rồi ông nửa đêm nửa hôm rồi ông đưa về lúc đó ông đưa về thì mới dám về chứ điên mình sao dám về đưa về tới nhà rồi vợ con của anh khoai là vợ chị là chị lúa nè ông bà sáu trời ơi, mừng hú vía luôn hú hồn hú vía mà nghe cởi lợi tới đâu á thì quản hồn tới đó vợ anh khoai chị lúa chị khóc quá trời anh ơi anh, anh từ đây sắp tới anh đừng có đi làm cái cái chuyện ban đêm ban hôm vậy nữa em mà anh mà làm vậy nữa là em không có chịu uống thuốc uống thang thang gì nữa đâu tiếp tục thầy hai trưởng lại giúp một số tiền mà cái số tiền này đối với vợ chồng của anh anh lúa à, anh khoai á ngoài cái việc là nó, lớn là một chuyện rồi nhưng mà cái việc chuyện thứ hai nữa là khi mà mình đang trong cái cảnh ngặt thì một đồng nó cũng quý cho nó là cái sự um, Quý giá của cái số tiền này được nhân đôi lên Và cái sự mang ơn Cũng theo đó và nhân đôi lên Đó thì ông thầy mới nói Thôi đừng có suy nghĩ gì nhiều hết trơn á Gặp nhau là cái duyên rồi Với lại tôi là thầy Pháp mà Cái chức trách của tôi là Phải đi giữ uh, An toàn uh, cho người bình thường uh, Trước những cái dông linh Mà nó gây quạ gây lỗi như thế uh, Chứ đâu phải là thầy Pháp Là muốn bắt dông là cứ đi ra bắt đâu nó không có gây hại gì ai, nó không có làm tổn hại ai, thì đâu có thể bắt nó được, bắt như vậy là trái luật. thì cái luật về ông thầy hai trưởng nói thì cái việc tâm linh của ông anh khoai với chị lúa cũng đâu có rành, nghe ông nói sao là nghe vậy. sau đó ông thầy cũng đòi đi về liền, giữ ông cỡ nào giữ cũng đòi đi về liền. trên nói về, ông về em còn cái việc của ông cũng phải đi giúp cái chỗ khác chứ đâu phải là chỉ riêng ở đây. có thể nói vào trong cái thời điểm đó thì anh khoai chị lúa cái gia đình này mang cái đại ơn của cái ông thầy này coi ổng như là một cái người phật sống đối với ai thì không biết nhưng mà nói với vợ chồng của anh khoai và chị lúa thì coi ổng như là một cái người phật sống biết bao nhiêu người hàng dạng người mới có được một người như vậy thì ông thầy ông đi về và ông, ông dặn nha ông nói là không có được đi qua bên nhà tôi nữa nha chỉ cần mà đi qua một lần nữa thôi là tôi là là tôi dằn đó là tôi bỏ đi liền đó tôi nói là tôi làm trời ơi ông thầy này không tốt quá ông sợ mình đi qua rồi rồi hòa cáp rồi tốn công tốn sức này nọ cho nên á là ông không cho mình qua mà ông đã nói rồi nếu như mình qua là ông bỏ ông đi là mình lại là là, là, là là cái người vô ơn sao cho nên là vợ chồng anh khoai và chị lúa và kể cả ông sáu cũng không có có, có dám qua thì trong cái thời gian này một tháng trời anh khoai và chị lúa nhờ vào cái số tiền của ông thầy ông để lại cuối cùng thì chị lúa cũng khỏe mạnh lại một cách bình thường rồi gia đình cũng sắm sửa được một cái ít gì đó để buôn bán nhỏ thành ra là cái cuộc sống à, xem qua trong vòng có mấy tháng lẻ thôi mà trong cái quà nó có cái phước hai vợ chồng mở được một cái quán nhỏ không cần phải bôn ba quá vất vả mặc dù là anh 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 khoai vẫn là đi làm thôi làm mướn nhưng mà ban đêm ban hôm không cần phải bươn chải nữa vợ nhà buôn bán mà hai vợ chồng hiền lành ở sớm chờ người ta thấy như vậy người ta cũng mừng người ta tới người ta mua người ta ủng hộ thì ở xóm của anh khoai nó không có xảy ra cái việc gì gây rợn nữa Rồi bản thân gia đình của anh khoai và chị lúa là cũng không có gặp những cái vấn đề tâm linh nữa thì đương nhiên các bạn cái chuyện đó là anh Khoai với chị Lúa đâu có kể cho thằng xóm nghe. Hàng xóm người ta chỉ nghĩ là trời vợ chồng thằng thằng Khoai với con Lúa nó nó cực khổ như vậy mà nó mần ăn nó tiết kiệm này nọ bây giờ nó nó, nó 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 mở ra được cái bán lẻ lẻ như vậy thì cũng đỡ rồi cũng mừng rồi. Chứ hai vợ chồng nghe ông thầy hai trưởng cũng căng dặn đâu có dám nói mà thêm đâu đâu có dám nói là ổng là, là, là cho tiền này nọ đâu. Thì ở bên xóm của anh Khoai là không có gì anh khoai cũng đang trong cái quá trình uh, mừng về cuộc sống phần nào đó nó được tạm gọi là ổn định thì ở bên xóm trên nè các bạn biết là cái xóm dưới là cái xóm của cái ông thầy uh, hai trưởng ông tạm chú ở đó xóm giữa là cái xóm anh khoai và ông bà sáu thì cái xóm trên này nè thì xóm trên này trong uh, cái xóm này nó có một cái ông đó thì ông này á được gọi là ông ba dược ổng à, là ông ba dược thôi chứ ông không phải cái tên ổng như vậy thôi chứ ổng không có phải là một cái ông uh, thầy pháp dược trị uh, liệu dược này nọ cho ai hay là hoàng một ông thầy uh, thuốc này nọ gì không phải nhưng mà ổng rất là giàu không phải chỉ là giàu ở trong cái xóm ổng không đâu ở nhà ổng thì ở, ở cuối sớm nha các bạn cuối cái xóm trên à nhưng mà ổng giàu đến độ là ngoài cái sớm này rồi sớm của anh khoai rồi cái sớm của cái ông thầy hai trưởng ổng nương náo đó cho đến cả những cái sớm phía bên kia nữa đó là không ai qua ổng đâu ổng giàu lắm ruộng vườn đồ ha đất đai ổng quá trời quá đất luôn giàu có tiếng luôn thì ổng có ba người con ba người đều là con trai hết và chưa người nào có vợ cái điều này nó hơi lạ nè là cái người con trai lớn á bảo sẽ gọi là 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 anh đi là tên trắng là đã 31 tuổi rồi 31 tuổi rồi các bạn gia thế thì giàu có mà cái người con trai này cũng là mặt mày sáng sủa đẹp trai tánh tình á của cái anh hai trắng này các bạn anh cũng không có gia vẻ là mình giàu có mình 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 um, khinh rẻ người nghèo gì cũng rất là tốt mà mà cái người như vậy đó làm sao mà lại chưa có vợ rồi kế tiếp là anh thiên anh thiên này á, là cũng là 28 tuổi cũng y như là, là 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 anh trắng vậy đó nhưng mà có điều thì cái tính tình thì nó 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 nó, nó, nó nó không có được hài hòa như anh trắng thôi nhưng mà cũng không đến đổi là khi khinh thường người khác lại không có vợ rồi cái anh con trai út á tên là linh thì ảnh đã 26 tuổi rồi có một chỉ có mình là anh trắng là cách 3 tuổi thôi còn hai anh này thì cách nhau hai tuổi thì anh cũng giống như hai người anh của mình nhưng mà có điều cái tính tình của anh út này anh hơi ngang ngược thôi anh hơi ngang ngược và hơi hơi là là giống như là uh, uh, tự cao tự đại thôi chứ cũng không phải đến nỗi là ác hành hạ người nào người nọ mình giàu rồi mình uh, chèn ép mình hành hạ gì cũng không có và đặc biệt là bà ba dược á cái tính tình bà rất là là, là hiền còn ông ba dược thì ông có thể nói là ông nghiêm nhưng mà không đến đổi là 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 ác không có đến đổi là ác có nghĩa là ông nghiêm nghị này nọ khó lại gần ông khó tiếp xúc với ông và làm cái gì sai với ông thì thường ông không có bỏ qua chỉ có vậy thôi thì cái chuyện đó nó cũng bình thường các bạn nhưng mà mấy ngày nay á thì trong cái căn nhà rộng lớn đó mấy cái người mà phụ việc trong nhà này nọ đó là ông cho về hết Không có ai ở trong nhà hết Và trong nhà là đang Ở trong cái tình trạng là là, là Rất là là, là là nghiêm Và à, Song song với cái nghiêm đó Là một cái nỗi sợ vô hình Đè nặng trên cái con căn nhà Bởi vì có nhiều người người ta Có cái lời đồn á. Ở trong xóm này nè Có người người ta thấy nghe, Người ta nói khao với nhau á ông 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 biết chuyện gì chưa nhà của ông ba dược á giàu nhất cái xóm mình giàu nhất những cái cái xóm lân cận nè không biết sao mà thời gian gần đây nghe mấy cái người ở giúp đỡ trong nhà ông á ông thuê về đó để làm việc đồng án rồi giường tược này nọ trong nhà bây giờ ông đuổi đi hết rồi ông không cho ai ở trơn á mà ông lại cho người ta cái số tiền cao giống như là làm cho ông lâu á ông cho cái số tiền cao ừ thì cái chuyện đó nó cũng bình thường nằm khi ông không thích gì đó rồi ông đuổi cái nhóm người này đi rồi ông vũ cái người ông kêu kêu cái nhóm người khác lại ở nếu mà như vậy thì nói làm chi có một điều lạ nữa là suốt đâu cỡ chừng là một ba bốn tháng nay nha ba bốn tháng nay chứ đâu phải là cái chuyện một hai bữa cả gia đình của ông ba dược á, hình như là không ai bước ra khỏi nhà chứ ngay cả cái cậu con trai út cậu linh á Trời đất ơi, có ai mà thấy cậu mà 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 một ngày nào mà không đi ra khỏi nhà đâu. Cậu này có ngang ngược nhất trong ba anh em nè. Cậu đi ra đi vô nói chung là người ta gặp cậu cũng sợ. Mà sao bây giờ nó quái lạ là Ba tháng mấy gần 4 tháng trời là cậu cũng không bước ra khỏi nhà luôn. Đó thì nghe nói cái điều đó người ta cũng cái người nghe đó cũng nói, ừ cũng có cái lạ lạ nghe. Rồi cũng có người nói Ờ mà nè cái việc ăn uống trong gia đình thì cái kiểu như gia đình ông quá giàu rồi. Gà giết đổ phía sau, rau phía sau nhà đó. Ăn uống thì khỏi phải lo, khỏi cần phải đi chợ. Ông ở đừng nói là dài 3 tháng. Ông ở mấy năm trời trong nhà cũng có cái ăn. Có một cái á, là gần đây á, mọi người có nghe cái gì không? Nghe gần nhà của ông Ba Dược á, có cái tiếng rên. Mà ta nói nào trời đất ơi nó rên cái gì mà nghe ghê lắm mà đắc đai của ổng quá lớn đi tôi bữa đó tôi chỉ là vô tình thôi tôi đi ngang vào cái lúc 7 giờ mấy gần 8 giờ tối ấy. mà tôi đi năm sáu người tôi tưởng đâu mình tôi nghe à? ai về đâu mấy người đi chung với tôi người nào cũng nghe chứ nghe một cái tiếng rên rất là, là là, thảm thiết và nó rùng rợn luôn trời đất tôi cởi lợi mà tôi chỉ còn không nổi nữa mà Ở, cái ông thấy mà nhầm nhò gì cái ông nghe được những cái âm thanh nó nhầm nhò gì bữa trước kìa ông bảy với ông chín hai ông mà đi nhậu ở cái, cái cái, cái nhà người quen kìa đi về thì hai ông thấy hết thấy có một cái cục gì đó nó đen đen nó đen quánh nè nghe nhưng mà ở trên cái cái đen đó nó có cái gì đó lờ mờ gian xương vậy đó mà hai ông thấy đều thấy là nó lướt vô xung quanh cái nhà của cái ông ba dược và đồng thời cũng nghe được cái tiếng mà mà cái tiếng của nó là rên nha rên y gian như mấy ông nói mà còn thơi thảm hơn đó có điều hai ông sợ quá ông mới chạy rồi ngoài cái tiếng rên ra hai ông mới nghe cái tiếng là gầm gừ trời đất ơi biết rồi cái chuyện đó nào có lạ đâu ông bảy với ông chín rồi những cái cái, cái người khác người ta cũng thấy hoài à cũng nghe hoài à cái lúc mà mà cái tháng đầu á, ông ở trong nhà thì ít ít nha nhưng mà mấy cái tháng sau nè ba cái tháng sau nè nó gần như là nghe quá trời luôn mà sao lạ ta Nhà ông giàu có đến mức độ như vậy Của cải xài mấy đời chưa hết Mà sao không đi mời ông thầy Pháp gì đi Tôi không thấy cúng kiến gì hết trơn nha Cũng không có thấy là mời một cái ông thầy Pháp nào về hết trơn á Thì đó Cái đó nó mới lạ đó Nếu mà mình ở ngoài mình giờ mình thấy như vậy Mà gia đình của ông Ba Dược cũng không đi ra ngoài nữa Thì có nghĩa là cho là ông cũng sợ ma cỏ gì nó xung quanh bên ngoài mà ông giàu có thì người ta nói những người giàu vào thời điểm này ở nhà cửa người ta ở lúc nào cũng mời thầy và trắng hết trơn cho ma quỷ này nọ nó vô không được không có phá phách được thì ông ba dược chắc chắn ông cũng có cái điều đó thôi nhưng mà ông không đi ra ngoài thì tức là ông sợ và ông chắc cũng có thể ông biết được cái điều đó nhưng mà đáng lý ra ông phải để cho bà con mấy cái người mà 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 làm thuê làm mướn này ở lại đông trong nhà cho nó đỡ sợ chứ chứ tại sao ông lại đuổi đi ông không cho làm ờ, cái này thì có khi nào là bà bà ba với lại cậu hai trắng rồi nào giờ tính tình cũng nhân từ quá đi rồi có khi nào là là, là, là sợ người làm rồi cái đứng canh này nọ rồi bị ma quỷ và khiếp hồn vô sợ cho nên là mới cho tạm nghỉ một thời gian không ờ, cái này thì nó cũng có lý nhưng mà sao tôi vẫn thấy mà có một cái gì đó đó nó kỳ kỳ nó ngờ ngợ làm sao á mà gần đây rồi có ai dám đi là gần nhà của ổng đâu ba ngày cũng không dám đi nữa mà nhất là mấy cái giờ linh nha giữa trưa và cái giờ linh đó người ta thấy gia đình của ông ba lúc nào cũng đóng cửa đó. nhà lớn của ổng vậy đó mà ổng đóng cửa bích chịch ở trong dòm vô người ta cứ tưởng là cái nhà này là là, là là, trong nhà đi hết trơn rồi không còn ai trong nhà hết bởi vậy đâu có qua mà hỏi thăm gì được đâu Còn mấy cái người bà bà con thân thuộc với lại ông ba đó Thì họ có qua Nhưng mà họ qua xong là không biết làm sao Họ cũng sợ họ đi về Còn gia đình người ta nói chuyện sao thì mình sao mình biết Đó thì bao nhiêu cái sự sắc mắc Bao nhiêu cái sự uh, Khó hiểu Và những cái dấu chấm hỏi không có lời giải Bà con ở xóm trên này Rất là là, là quan mang Nhưng cái quan mang của họ Chẳng qua là một cái sự việc mình chưa biết còn gia đình của ông Ba Dược này Ở trong nhà đó nha Đang rất là Bị khủng bố về tinh thần Trời ơi, Nhưng mà tại sao không đi mời thầy ba gì Rồi thì Bảo sẽ dừng tập này ở đây à, Chúng ta sẽ tiếp tục nghe ở cái tập sau Bởi vì cái câu chuyện này như Bảo đã giới thiệu Rất là đặc sắc Và và tuy là xa xưa những ly kỳ lắm các bạn à, Mặc dù á, kể ngưng như vậy á, sẽ làm cho mọi người À, cảm giác là nó chưa có chưa có đã nhưng mà à, mọi người thông cảm đi à, kể một tập truyện à, mấy mươi phút như vậy cũng mệt lắm cả nhà với lại à, để chừa cho phần sau để mà cắt ra những cái phần như vậy bảo cũng suy nghĩ cũng rất là nhiều á cũng cũng là phân đoạn ra này nọ dữ lắm mới 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 dám cắt chứ không phải là muốn muốn ngưng gì nào ngưng các bạn Để đủ cho thời lượng cho mọi người nghe những cái tập sau À, rồi à, mọi người dán chờ để à, nghe tiếp tục cái phần sau nha à, để coi coi nó, nó gây rợn như thế nào à, còn bây giờ thì bảo Xin chào và hẹn gặp lại